top 3 đồng coin tiềm năng cực kỳ dễ dàng X2 trong năm 2022. Bạn đã biết chưa? Nếu mà chưa biết ý, thì hãy xem tới cuối video này để Uyên VCMN chờ chỉ các bạn nhé. Thực ra thì nhắc đến Nia thì cũng khá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Video này thì mình sẽ không nói quá sâu về cái hệ sinh thái của Nia cũng như là các đồng coin khác, thì mình sẽ điểm qua một cái số thông tin hấp dẫn hơn như là giá NT dành cho những cái bác nào mà chưa kịp gom hàng Nia nhá. Và các bạn có thể tìm hiểu về hệ sinh thái của những đồng coin này ở trong YouTube của GMN chờ sẽ có những video bản đầy đủ hơn nhá. Trong khi thị trường vài ngày trước đang chìm trong màu đỏ của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh thì Nia đã xung phong làm cây thông Noel x hơn 3,5 lần trong vài phút và đạt ATH là 36 đô ở Huobi và 17 đô ở Binance. Bác nào ở đây vừa rồi x3 niên thì hãy cho mình thấy cánh tay của các bác đây. Và tính đến nay thì lượng giao dịch hàng ngày của mạng lưới vẫn tăng trưởng tốt trong thời gian vừa qua và vẫn đang có xu hướng đi lên nhé. Thêm một yếu tố nữa là đứng sau niên là một đội ngũ phát triển cực kỳ xuất sắc. Đây là những người có kinh nghiệm chuyên sâu lâu năm về hệ thống chuyển đổi phức tạp này và quy mô của Near. Ngoài ra nhá, Near còn được hậu thuẫn bởi các quỹ nổi tiếng như là Coinbase này, A16Z vân vân. Tại thời điểm mà mình đang làm video này thì Near đang có mức giá là sấp xỉ 12,5 đô la với tổng vốn hóa thị trường là sấp xỉ 7,4 tỷ đô và thuộc nhóm midcap nhá. Và theo như mình thấy thì cái cap này không hề quá cao. Và trong trường hợp nếu mà Bitcoin hồi phục ấy, cả thị trường bước vào con sóng tăng cuối cùng của chu kỳ lần này ấy, thì có khả năng Near sẽ x2 và x5 từ giá hiện tại là hoàn toàn khả thi nhá. Mình chúc mừng những anh em đã lên thuyền cùng GMN chờ từ lúc call Near 4 đô nhá, đều đã có lãi mấy vòng người nhá. Còn bác nào ở đây chưa kịp gom hàng Near thì có thể kiên nhẫn chờ đợi cái sự điều chỉnh về vùng giá dưới 9 đô thì có thể gom Near nhá. Và năm 2022 thì mới chính thức là một năm đột phá của Near nhá. Các bác yên tâm là với vùng giá đấy thì chắc chắn trong năm 2022 Near sẽ x2. Mà x2 ấy là còn ít đấy nhá. Và tiếp theo đấy chính là Polkadot. Thì sau khi đã đạt ATH 55 đô vào ngày 1 tháng 11 2021 thì hiện tại Dot đã quay trở lại vùng giá mua khá là đẹp rồi nhá. Hiện tại là Polkadot đang có vốn hóa thị trường khoảng 30 tỷ đô. Nhiều người nghĩ thì vốn hóa to thế này thì làm sao mà bay nổi đúng không? Nhưng mà mọi người nhớ nhá, trước đấy thì Polkadot chưa hề chính thức hoạt động đâu. Ngày 11 tháng 11 2021 thì Polkadot mới chính thức chạy parachain đánh dấu sự trỗi dậy của hệ sinh thái, được đánh giá là có thể cạnh tranh với Ethereum hiện tại đang có vốn hóa là gần 500 tỷ đô. Và mới đây nhất vào ngày 18 tháng 12 2021 thì Polkadot đã công bố danh sách 5 cái tên chiến thắng trong cuộc đấu giá parachain đầu tiên của Polkadot, đó chính là bao gồm Acorn Networks, Moonbeam Networks, Astar Networks, Parallel Finance và Clover Finance. Và về đội ngũ dự án của Polkadot thì đều là những cái thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong công nghệ và blockchain, trong đó nổi bật nhất là Gavin Wood, người đã từng là co-founder và CTO của Ethereum, Peter Sapens, giám đốc công nghệ của The Web3 Foundation. Đây cũng là một cái đồng coin khá là tốt, nếu các bạn tin tưởng thì có thể hold lâu dài nhé. Với những bác nào mà chưa có Dot và đang còn muốn gom hàng Dot thì có thể là tham khảo vùng giá là dưới 25 đô nhé. Và cái việc mà các bạn x đôi trong 2022 ấy là việc hết sức hiển nhiên nhé. Và cái tên cuối cùng của video ngày hôm nay là Celo. Thì trong tháng 12 này cùng với đợt downtrend chung của thị trường thì Celo đã quay về vùng giá là 3 đô. Chúc mừng những bác nào đã kịp bắt đáy Celo ở vùng giá 3 đô nhé. Còn những bác nào cũng yêu thích Celo nhưng mà chưa kịp gom hàng thì đừng chần chừ nữa nhé. Bởi vì là Celo dưới 4 đô ấy thì là một cái vùng giá khá là đẹp và an toàn rồi. Và với cái vùng giá này thì trong năm 2022 việc Celo x đôi thì cũng rất là bình thường như việc Near x đôi hay là Dot x đôi mà thôi. Hiện tại thì Celo đã và đang tích cực phát triển đối tác cũng như là hệ sinh thái nhá. Gần đây thì có Ledger, đây là một cái tổ chức chuyên về ví lạnh đã hợp tác với Celo, hay là Focus Starter, một cái nền tảng huy động vốn uy tín trong thị trường cũng đã hợp tác với Celo rồi. Hiện tại thì Celo đang có vốn hóa thị trường khoảng 1,8 tỷ đô, còn khá là khiêm tốn so với các dự án blockchain khác hiện tại. Và với cái tầm nhìn và bước tiến hiện tại của Celo thì đây có thể là một cái dự án phát triển mạnh trong thời gian sắp tới đấy nhá. Ây dò, không biết là có bác nào ở đây mà nắm giữ tận 3 đồng coin mà mình vừa kể ra không ta? Nếu mà có thì chúc mừng bác nha, năm 2022 thì bác chắc chắn sẽ ngập trong tiền và người yêu đấy nhá. Còn các bạn thì sao, các bạn ấn tượng nhất với đồng coin nào trong 3 đồng coin đấy? Và hiện tại thì bạn đang thích đồng coin nào thì hãy comment dưới video này cho Uyên Vic và các bạn khác cùng biết với nhá. Đừng quên bấm follow GMN chờ để luôn cập nhật được những tin tức mới nhất trong thị trường crypto và những mẹo hay trong crypto nhá. Thank you, see you, love you.